Thưa quý vị, Quỹ ban nhân dân huyện Tân Hưng tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024. Nhìn chung, năm 2023, tình hình sản xuất nông nghiệp huyện Tân Hưng đạt nhiều kết quả tích cực. Năng suất sản lượng, giá lúa đều tăng so với năm 2022, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Lợi nhuận bình quân của cả hai vụ lúa gần 50 triệu đồng một hectare, Sản lượng lúa chất lượng cao đạt 400.000 tấn, đạt 113% kế hoạch toàn quyện hiện có 26 hợp tác xã, 71 tổ hợp tác, ngành nghề kinh doanh nông nghiệp, tình hình chăn nuôi ổn định, thực hiện tốt công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Tổng diện tích ao nuôi thủy sản trên địa bàn huyện trên 1.100 hecta. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng cho 16 tập thể và 28 cá nhân có thành tích tốt trong sản xuất nông nghiệp năm 2023.